Hello, welcome to my channel. Hôm nay học tiếp nha bạn. Ok, open your notebook and copy out the title. Để tập ra đề tựa bài vào giờ thầy. Hôm nay học bài 5. Unit 5, where will you be this weekend? Lesson 1, 1, 2, 3. Okay, before we study, have some new words. Ok, nhắc lại bài cũ xíu. Bài 4 là mình sẽ học về cái gì ạ? What did we study? Nó học về những cái gì ở quá khứ, tức nghĩa là hỏi có đi đến bữa tiệc hay không, bữa tiệc nó có vui hay không, mình đã làm gì ở đó. Ok, vậy thì đối với bài số 5 này, ok, thì mình sẽ học cái gì đó ở tương lai. Ok, tương lai là gì ạ? Mình những dự định là mình sẽ làm gì. Ok, so now as we know, we have to study from Monday to Friday and we have 2 days off. Nhưng tôi biết thì chúng ta sẽ học từ thứ hai đến thứ sáu, đúng không? Và chúng ta có 2 ngày nghỉ là thứ bảy chủ nhật. Ok, so in the weekend we have some activity, so we maybe we can go somewhere or we only stay at home and do not nothing. Có thể là mình cuối tuần thì mình cũng phải được đi đâu đó, và cũng có thể là mình ở nhà. Ok, rồi vậy thôi, vậy hôm nay mình sẽ học số hoạt động ha. So I am so new word. The first word gì? Có từ cuối tuần, tiếng Anh như thế nào? Listen, weekend is cuối tuần. It means that Saturday and Sunday. In this day, we don't have to study. We don't have to go to school. So we only stay at home and we can do everything that we like. Cuối tuần là thứ bảy chủ nhật. Chúng ta không cần phải học, cũng không cần phải đi học. Chúng ta có thể làm những việc thích, có thể là vui chơi giải trí này nọ, hay không? Weekend, thường thường thì cuối tuần mình sẽ được đi đâu đó, thì thầy sẽ cho bạn một số nơi nha. Weekend là cuối tuần. Tiếp theo. For example, you are in a city and your hometown is in a countryside. Ví dụ như là nhà mình ở thành phố đi, cuối tuần thì mình có thể là về quê chơi. Ok. Vậy thì quê nó như nào nha? In the countryside. Ở quê thì ở thành phố thì các bạn ở thành phố thì không có biết được bơi xuồng nè, hay là ngắm cây gọt đồng ruộng nhiều nọ cái kiểu gì đó. Còn ở quê thì có, cho nên là mấy bạn nhà ở thành phố rất thích về quê các bạn ha. Còn mình ở quê thì mình lại thích đi thành phố để thay xem xe cộ này nọ ha. In the countryside. Một cái việc cuối tuần mà em thích là đi biển nè, đúng không ạ? Đi biển, right? I like it too. Tôi cũng thích ha, đi biển rất là vui. Mà đi biển hoặc cũng có thể là đi núi, thì cho cái đi núi chứ nha. Có thể là đi ở An Giang mình có thể là đi tham quan đi núi cũng đẹp, đúng không ạ? In the mountain. Weekend in the countryside in the mountain. Mình đi núi cũng đẹp, tham quan ngắm cảnh này ha. Tiếp theo là có thể là đây, nhìn trên này, đi biển này mà ha. On the beach là ở bãi biển, trên bãi biển ha. Weekend in the countryside in the mountain on the beach. Cũng có thể là chủ nhật mình vô trường mình chơi nè bạn ha. Đây là trên số này bạn vô trường chơi hay gì nè, đúng không ạ? Ok. At school. Ở trường ha, thiếu chữ trường rồi nè. Weekend in a countryside, in a mountain, on a beach, at school. Ví dụ như cuối tuần đó ba mẹ mình không cho đi đâu hết, hoặc là mình không có gì để đi thì mình sao? We stay at home, mình ở nhà. Ở nhà nó như nào? At home. At school, on a beach, in a mountain, in a countryside, weekend. Là nói nha. Weekend. In the countryside, in the mountain, on a beach, at school, at home. Có thể là mình có thể cạnh bãi biển này, là cũng giống như chơi bãi biển thôi, nhưng mà nó dài thì mình học thôi. By the sea là ở cạnh bãi biển. Ở cạnh bãi biển là ở trên bãi biển đó, nhưng mà nó cho thì mình cứ học thôi. By the sea. Now, read with me. Weekend
In the countryside, in the countryside, in a mountain, in a mountain, on a beach, at school, at home, by the sea, one more time, weekend, in the countryside, in the countryside, in a mountain, on a beach, at school, at home, by the sea, okay? Weekend là cuối tuần. In the countryside có thể là mình được đi về quê. In the mountain có thể là mình đi núi chơi. On a beach đi biển. At school có thể là thứ bảy nhật đó mình có công việc gì đó, mình vô trường hoặc là vô trường chơi hoặc là học bù hay là kiểu gì đó ha. At home ở nhà, mẹ ba mẹ không chơi đâu hết, ở nhà. By the sea là đi biển nữa. Ok. Ok, open your book. Sắp kia thầy. We will listen. Sẽ nghe nha. What page? Open your book, page 30, trang 30 thầy. In this picture, I can see Tony, right? I can see phone, I can see mine. Maybe they are a rectangle. Vậy vậy là. So they are in a schoolyard and they're talking. Vậy có chơi, họ đang ở sân trường, đúng không đấy? Nói gì đó. We listen twice, nghe hai lần nha. Hey, what will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Great, that will be a lot of fun. B. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountains. C. What about you, Fong? Where will you be? I'll be at home. D. At home? Why? Because I have to study. A second, lần hai nha. What will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. Great. That will be a lot of fun. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountains. What about you, Fong? Where will you be? I'll be at home. At home? Why? Because I have to study. Gonna have to study. Okay, now listen again. Read with me. What will you do this weekend? I think my family and I will go for a picnic. What will you do this weekend? Nghĩa là hỏi là bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? I think my family and I will go for a picnic. À, tôi nghĩ là gia đình tôi và tôi sẽ đi ra ngoài. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? I think I'll be in the mountains. What about you, Tony? Where will you be on Saturday? Tức nghĩa là còn bạn thì sao? Tony, bạn sẽ ở đâu vào thứ bảy? Tôi nghĩ I think I'll be in the mountain. Tôi nghĩ là tôi sẽ ở núi. À, mình đi đi núi chơi. What about you, Phong? Where will you be? I'll be at home. What about you, Phong? Where will you be? Tôi nghĩa là còn bạn thì sao, Phong? À, bạn ở đâu? Bạn sẽ ở đâu? I will be at home. Nó nói là tôi sẽ ở nhà. À, at home? Why? Because I have to study. At home? Why? Nghĩa là bạn hỏi ngạc nhiên đó mà, một cách ngạc nhiên. Ở nhà? Tại sao? Because I have to study. Bởi vì tôi phải học. À, bạn này nó là siêng học. Vậy thì bầu mỗi câu hôm nay rút ra được là mình sẽ hỏi là bạn mình sẽ ở đâu vào cuối tuần? Where will you be this weekend? Where will you be this weekend? Cái là I think, tôi nghĩ I think I'll be
cộng với cái nơi. À xem một cuối tuần mình có cái hoạt động gì không ha mọi người. Có người thì đi được đi chơi, có người thì đi đó, có người thì có bạn thì không đi đâu ở nhà, tùy tùy mỗi gia đình ha. Bây giờ coi weekend in the countryside, in a mountain, on a beach, at school, at home, by the sea. Một câu là where will you be this weekend? Where will you be this weekend? Where will you be this weekend? I think tức nghĩa là tôi nghĩ. I cái này là I will đó nha, nhưng mà viết tắt nè, chữ will nè, hay chữ will nè, mà hay chữ will của thầy không ạ? Đây là chữ will nè. Nhưng mà đây là tôi viết tắt không, hay gì tôi nói I will thì tôi viết tắt cái này, mình đọc là I'll, O nhẹ thôi. I'll. I think I'll be at home. I think I'll be at home. Where will you be this weekend? I think I'll be at home. Vậy muốn hỏi bạn cuối tuần này sẽ ở đâu, mình sẽ hỏi là where will you be this weekend? Trả lời là I think, tôi nghĩ. I'll be at home, tôi sẽ ở nhà. Ok, lần nữa nha. Weekend, in the countryside, in a mountain, on a beach, at school, at home, by the sea. Where will you be this weekend? I think I'll be at home. Mỗi câu này là gì ạ? Hỏi đáp bạn mình à, cuối tuần này thì bạn ở đâu? Bạn đi đâu chơi? Ok nào, bấm ngưng video, chép bài hết cho thầy. Ok, bấm ngưng video chép hết cho thầy nha. Khi chép xong rồi, open the book, mở sách lại. We'll practice this form. Mình sẽ luyện tập cho thầy cái mỗi câu này. Mình có học sách thì có 4 tranh thôi, mình học 4 tranh này cộng với thêm 2 tranh chút xíu nữa nha. In the countryside, on a beach, at school, by the sea. Rồi, gặp đâu nha. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. Tranh 2. Where will you be this weekend? I think I'll be on a beach. Where will you be this weekend? I think I'll be on a beach. I think I'll be. Okay. Where will you be this weekend? I think I'll be at school. Where will you be this weekend? I think I'll be at school. À, được. Oh, go. Where will you be this weekend? I think I'll be by the sea. Where will you be this weekend? I think I'll be by the sea. Ok, một lần nữa nha. Bây giờ đọc chung với thầy nha. Đọc thôi. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. À, cuối tuần này bạn ở đâu? Tôi nghĩ là tôi ở quê. Về quê chơi. Where will you be this weekend? I think I'll be on a beach. À, cuối tuần này bạn đi đâu? Bạn ở đâu? Tôi nghĩ là tôi sẽ đi bãi biển. Where will you be this weekend? I think I'll be at school. Cuối tuần này bạn ở đâu? Tôi nghĩ là tôi ở trường. Cuối cùng. Where will you be this weekend? I think I'll be by the sea. Rồi mình tập ra, bây giờ mình sẽ thực tập thêm cho thầy 6 hoạt động luôn nha. In the countryside, in the mountain, on the beach, at school, at home, by the sea. Rồi, câu đầu tiên nha. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. Mình sẽ thay vào chỗ ô đen nè. Where will you be this weekend? I think I'll be in a mountain. Where will you be this weekend? I think I'll be on a beach. À, ở trường thì quên ghi nè, cái đi. Where will you be this weekend? I think I'll be at school. Where will you be this weekend? I think I'll be by the sea. Bây giờ I ask, you ask me. Câu hỏi dễ mày hỏi thầy đi. Thầy sẽ trả lời nha. Rồi, câu đầu tiên. Hỏi tôi nha. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. Hỏi tiếp. Where will you be this weekend?
I think I will be in a mountain. Where will you be this weekend? I think I'll be on the beach. Where will you be this weekend? I think I'll be at school. Tiếp theo hỏi tiếp đi. Where gì ạ? Where will you be this weekend? I think I'll be at home. Cuối cùng. Where will you be this weekend? I think I'll be by the sea. Jen, I ask you. Giờ hãy hỏi bằng còn trả lời nha. Hãy học mấy bạn trả lời sao? I think I'll be cộng với 106 cái này. Thì thầy chỉ ở đâu mà đọc cái đó ha. Where will you be this weekend? I think I'll be in the countryside. Where will you be this weekend? I think I'll be in the mountain. Where will you be this weekend? I think I'll be on the beach. Where will you be this weekend? I think I'll be at school. Cuối cùng. Tiếp theo. Where will you be this weekend? I think I'll be at home. Cuối cùng. Where will you be this weekend? I think I'll be by the sea. Okay. Tóm lại hôm nay mình học được 6 cái nơi là mình có thể cuối tuần mình đi được. In the countryside, ở quê. In the mountain, ở núi. On the beach, ở biển. At school, ở trường. At home, ở nhà. Hoặc là by the sea, ở cạnh biển. Chỉ muốn hỏi bạn cuối tuần mình ở đâu thì mình hỏi là Where will you be this weekend? I think I'll be at. I think I'll be cộng với cái nơi. I think I'll be. I'll. I think I'll be. Okay. Bạn viết cho thầy 6 khung điện. 6 khung cho 6 cái này ha mọi người. Ok. Chờ. Bây giờ thầy sẽ mở sách ra cho thầy để mình làm tiếp cái này có gì làm nữa không nha. Ok. Now, answer about yourself. So, answer the question about yourself. So, where will you be this weekend? Bây giờ mấy con sẽ trả lời cho thầy coi. Where will you be this weekend? Viết cái này khung này ra tập cho thầy và trả lời cho thầy cái nơi mà cuối tuần này mình sẽ đi đâu. Mình tự mình nghĩ ra về mình. Ok? Write about yourself. Mình viết về mình nha. Where will you be this weekend? And I think I'll be. Mình thích đi núi. In the mountain. Mình thích đi biển. On the beach. Mình thích về quê. In the countryside. Mình thích ở trường. At school. Mình không muốn đi đâu hết. Mình ở nhà. At home hoặc là cạnh biển by the sea. Các bạn sẽ lựa cho thầy một cái điền vào đây cho thầy và tự hỏi trả lời Where will you be this weekend? And I think I'll be. Được chưa? Rồi, hôm nay bài học đây là kết thúc. Say goodbye to everyone and see ya next video. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Goodbye.